Dậy sớm vậy sao? Tình trạng không tồi nha. Đây gọi là người có chuyện vui, tinh thần sảng khoái đó. Làm quà rồi sao? Đúng rồi, như hợp tác công việc giữa cậu và Diệp Tử tiến triển thế nào rồi? Xin lỗi nha, không nên nhắc đến. Nhưng việc đã đến nước này rồi, cậu cũng nên biết. Giấy trắng không có được lửa đâu. Cô ấy sống buồn thì cũng biết. Nói ra cũng chỉ làm thêm một người buồn mà thôi. Những gì chúng ta có thể thay đổi quá ít. Cậu có biết hay không? Nhiều năm như vậy rồi, cậu cứ mãi không vượt qua nổi bản thân. Chỉ có cậu không từ bỏ được. Chắc là như vậy. Bây giờ không phải là lúc đâu. Cậu biết không, trải qua sự việc lần trước với Hân Nhiên, tớ đã hiểu rồi. Con gái cần không chỉ là một chỗ dựa thôi. Chỉ cần chúng ta dám đưa ra quyết định, vậy là bọn họ nhất định sẽ tin tưởng chúng ta. Vì vậy dù cậu có níu kéo thì sống buồn cũng phải đưa ra quyết định thôi. Cậu cảm thấy tớ có phải là người mà cô ấy có thể dựa không? Tớ vẫn luôn hiếu kỳ. Cứ trạch ngày dám yêu dám hận, không cần để ý đến ánh mắt của người khác năm đó, rốt cuộc biến đi đâu mất rồi. Đi càng xa, bóng hình kéo dài càng dài. Chạy thêm dòng nữa nha. Tập 15. Thư mời vũ hội cuối năm của công ty Thiệu Tổng đã chuyển tới công ty chúng ta rồi. Cậu đi không? Đi chứ. Cậu đi với ai vậy? Chọn được đối tượng chưa? Ai vậy? Là ai? Hướng Trạch Nghệ sao? Là Hướng Quy. Không phải chứ, hai cậu sẽ không tái hợp đó chứ. Nói gì vậy? Hướng Trạch Nghệ. Không phải Hướng Quy. Hướng Quy tới ngày nói ở công ty Thiệu Tổng, bây giờ đã trở thành tổng giám tranh động rồi. Hơn nữa đã qua tay nhiều hạng mục lớn, hoàn thành đều rất tốt. Người trong giới đánh giá anh ta rất cao. Cậu nói xem, đúng là kỳ lạ mà. Anh chàng đẹp trai này của chúng ta toàn thân đều thay đổi, sắp biến thành người nổi tiếng rồi. Anh ấy không rõ tung tích, nhất định là đi nước ngoài du học. Sau khi quay lại, toàn thân đều thay đổi, trở thành truyền kỳ của giới tranh động. Cũng không kỳ lạ mà.
Sao vậy? Thiệu tổng, tổng giám tranh động mới đến lần này. Ký ốc quả không tầm thường, mấy hạng mục đều làm rất đẹp. Không biết hôm nay chúng tôi có cơ hội làm quen với vị hướng tổng này hay không? Yên tâm đi, nhất định các vị sẽ gặp thôi. Nghe nói vị hướng tổng giám này có 30 tuổi thôi, đúng là hậu sinh khả quý. Không biết vị hướng tổng giám này, thiệu tổng là mời gì từ đâu? Lão Huỳnh à, anh hùng không hỏi xuất thân. Tôi nhìn người trước nay đều dựa vào năng lực, không nhìn cái khác. Nào, xin mời. Tôi xin thất lễ một chút. Thiệu tổng, trai tài gái sắc, để thiệu tổng chê cười rồi. Có thể tham gia bữa tiệc rượu long trọng như vậy đều nhờ vào phúc của ngài. Vậy thì cố gắng hưởng thụ bữa tiệc đi, không cần phải quá thận trọng. Người hôm nay tới đều là người của mình hết. Còn hướng quy, xin cho tôi mượn một chút. Bên kia có mấy người rất hiếu kỳ về cậu ấy, rất gấp rút muốn làm quen với hướng tổng giám của chúng ta. Được, vậy mọi người cứ đi. Em có thể một mình không? Không sao, yên tâm đi. Lão Hình à, đây chính là hướng quy mà chúng ta vừa nhắc tới, hướng tổng giám. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp, đúng là thoạt nhìn đã biết nhân tài rồi. Hướng quy, bao kính hai vị tổng giám đây một ly. Bọn họ có thể sẽ là trụ cột cho các hạng mục sau này của chúng ta. Những hạng mục sau này sẽ dựa vào sự ủng hộ của hai vị đây. Thiệu tổng, lời này của anh quá đề cao chúng tôi. Không có anh dẫn đầu, chúng tôi cũng không làm được gì hết. Đúng đúng. Nào, cùng uống nào. Nếu như công ty chúng ta cũng có một hướng tổng giám như vậy, nhân tài như thế này, vậy thì tốt biết bao. Lão Hình, ông nói xem. Hướng tổng giám, nếu như thiệu tổng đối với anh không tốt, cậu hãy nhớ, cửa lớn công ty chúng tôi lúc nào cũng mở rộng đón cậu. Lão Hình à, ông mới gặp cậu ta có mấy phút đã muốn cướp người của tôi, không đúng với đạo lý lắm nha. Nhìn anh nói kìa, hướng tổng giám tuổi trẻ tài cao, công ty nào gặp mà không ao ước đến chảy nước miếng. Được, lên nào, cùng lên nào. Nào nào nào. Hai vị, chúng ta đi gặp các vị khách khác nha. Được, vừa hay còn có mấy hạng mục nữa. Mời. Cạn ly, xin chào. Hợp tác vui vẻ nha. Không quen môi trường bên trong hay sao? Người quá nhiều, có cảm giác không tự tại.
ra ngoài hít thở không khí một chút. Em nhớ lần đầu tiên mình tham gia tiệc rượu, em căng thẳng đến mức đến rượu cũng không dám lấy, càng đừng nói đến việc nói chuyện với người khác. Nhưng anh vừa thấy vừa xã giao hiện tại của em căn bản là không giống như lúc em đứng trên sân. Alo, Tiểu Sâm hả? Hôm nay đến nhà ăn cơm đi. Gì à, tối hôm nay bệnh viện của cháu có cuộc họp. Vậy sao? Lần trước tăng ca, lần này thì có cuộc họp. Cháu gần đây bận rộn lắm hay sao? Dạ đúng thưa dì, gần đây bệnh viện hơi bận. Vậy được, vậy cháu nhớ nha. Có thời gian rảnh, nhất định phải đến nhà của dì. Dì sẽ nấu món ngon cho cháu. Cháu biết rồi dì. Hướng Huy à, Kiều Tổng, bản sơ thảo này có vấn đề. Lúc làm BBM trước đây, Tư Phương đề ra phải thay đổi tài liệu với màu sắc phục trang. Kiều Tổng à, nếu như thực sự phải thay đổi màu sắc thì sắc điệu của nhân vật với bối cảnh tầng trệt sẽ không thống nhất. Vậy nên cá nhân của em không đồng tình việc thay đổi màu sắc. Em nghĩ là chúng ta nên thảo luận lại với bên Tư Phương, ý kiến chuyên nghiệp của chúng ta. Thế này đi, cậu chuẩn bị cho tôi hai phương án. Một là ý kiến của bản thân cậu, cái còn lại là ý kiến thay đổi của Tư Phương. Tôi sẽ đưa cho bọn họ để bọn họ lựa chọn. Em rõ ràng đã đưa ra phương án phù hợp nhất, vì sao vẫn còn phải dùng cái khác? Đây là yêu cầu của Tư Phương. Nếu như nói chúng ta chỉ có thể đưa cho bọn họ một phương án, sẽ làm bọn họ cảm thấy dụng tâm của chúng ta chưa đủ chuyên nghiệp. Nhưng mà nếu có thể đưa ra hai phương án để họ lựa chọn, sẽ là khảo nghiệm sự chuyên nghiệp của chúng ta. Cố gắng làm đi nha. Tôi tin tưởng cậu, cậu có thể hoàn thành. Sao vậy? Cậu tự xem đi. Cái này có vấn đề gì sao? Vấn đề gì? Cậu có biết tới giờ bị người của cục xuất bản mắng thảm thế nào hay không? Vì sao chứ? Đại tiểu thư, chúng ta đã đồng ý với người ta. Phần mới nhất phải phối hợp với chủ đề xuất bản quý này của bọn họ. Làm gì cũng phải dựa vào hiện thực. Mấy cái này cậu giao cho tớ, sao toàn là mấy thứ cổ trang thế này? Cậu xem mấy cái cậu đưa cho tớ nè. Gì mà chúng ta đã đồng ý? Lúc đó tớ đã phản đối rồi, là cậu tự mình đưa ra chủ trương thôi. Nhưng
Cậu lúc đó cũng nói rồi, cậu nói sẽ phối hợp với bên xuất bản, sẽ có thay đổi phù hợp, tớ mới ký hợp đồng với người ta. Tớ cũng nói rồi, theo phong cách sáng tác của phòng của chúng ta. Vậy cậu như vậy là cố ý làm khó tớ đúng không? Tớ làm sao bạn nói với bên xuất bản đi? Hơn nữa, chỉ thay đổi nội dung một kỳ thôi thì có sao đâu. Thì có sao đâu. Trúc Quy, cậu không phải là không biết phong cách sáng tác đối với chúng ta quan trọng thế nào sao? Nếu như chúng ta vì một chút lợi lộc theo khẩu vị của thị trường còn thay đổi kiên trì của bản thân, vậy thì chúng ta thành lập phòng làm việc này còn có ý nghĩa gì? Kiên trì. Kiên trì. Kiên trì sao? Cậu lúc nào mới có thể nhìn vào thực tế một chút? Xin cậu hãy đem tất cả những cái gọi là kiên trì bỏ đi cho tớ được không? Cậu sống tốt những ngày này rồi nói. Tớ không nói những cái khác, Diệp Tử à. Tháng này chúng ta đã chuyển phòng làm việc mới. Tớ còn giúp cậu thực hiện lý tưởng làm triển lãm tranh. Tớ sắp không thoát ra nổi rồi. Đại nghệ sĩ à. Cậu không nhớ là chúng ta còn phải chăm lo cho bao nhiêu miệng ăn sao? Ngoài kia còn bao nhiêu người đợi chúng ta nữa. Lần này thì xong rồi. Bị tạp chí từ chối bản thảo, tiếp sau đây phải làm sao? Cậu nói cho tớ nghe đi. Cậu biết không, trên thế giới này có bao nhiêu người có thể chân chính dùng sở thích của bản thân để kiếm cơm chứ? Cậu có biết bát cơm này để ăn đã là rất may mắn rồi hay không? Bao nhiêu người ăn không nổi bát cơm này? Và nếu như theo mục tiêu thành lập phòng làm việc của chúng ta là vì thỏa hiệp với hiện thực, vậy thì thà tớ không cần cả phòng này nữa. Thưa nghệ sĩ, đại nghệ sĩ, cậu hiện tại đang nổi điên với mình sao? Người ta đều nói mình làm việc không dùng tay, tớ không biết nặng nhẹ. Tớ xem rốt cuộc so với một người từ đầu đến chân chỉ có đôi bàn tay. Đúng, tớ chỉ có đôi bàn tay thôi. Cũng còn hơn cậu để người khác vào đường cùng, không quan tâm hậu quả. Tớ mà không quan tâm hậu quả sao? Cậu có nghĩ cho phòng không? Cậu có nghĩ qua cho bọn tớ không? Tớ xem đến ngày nào phòng làm việc giải tán rồi, không còn nữa, đến lúc đó cậu mới biết thế nào là hậu quả. Chuyện này là sao vậy? Lại cãi nhau hả? Lần này cãi nhau so với lần trước nghiêm trọng hơn nhiều. Cãi nhau thành ra như thế này mà các cậu không biết vào khuyên một tiếng sao? Hoặc là làm, hoặc là bỏ đi. Có cái gì mà không nói rõ được? Quỷ bỏ, tới với cộng xong rồi. Ngược lại, ai mà có được cái quan trọng kiên trì chứ? Hai sếp à, có thể tạm dừng chiến tranh được không? Đừng có động vào tớ. Có vấn đề gì từ từ nói với nhau. Đến đây, đợi một chút. Bọn tớ phải giải quyết cho xong. Cậu nói đi, các cậu theo phe ai? Nào nào, ngồi xuống rồi nói. Đúng đó, bây giờ các cậu theo phe ai? Nào đến đây ngồi xuống. Ngồi xuống rồi nói. Nào Trúc Nguyên ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đúng rồi. Sao rồi? Bây giờ muốn ly hôn rồi sao? Chuẩn bị bắt bọn tớ chọn một trong hai. Tớ bây giờ là thanh niên rồi, có thể không chọn ai được không? Theo như tớ thấy, tòa án cũng không giải quyết được đâu. Dù gia đình bất hòa này của hai cậu, các cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng mà cho qua thôi. Vợ chồng trẻ cương dở lại lành thôi, chẳng có gì là không giải quyết được. Đúng vậy đó. Được rồi, lấy chồng thì đành theo chồng vậy, làm gì còn cách nào khác. Thái độ này còn chấp nhận được đó, có chút tỉnh ngộ rồi. Ân oán hận thù một nét bút xóa sạch, đúng là hết cách với hai cái đứa này. Bây giờ có thể từ từ nói chuyện được rồi chứ? Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chị em đây sẽ giúp các cậu giải quyết. Chính là chuyện về tổng biên tập Út. Nếu bọn tớ không nộp được bản vẽ mà tổng biên tập Út thích, thì cả hai bọn tớ đều đi tông. Như này chẳng khác gì quan hệ giữa bên A và bên B. Các khách hàng mà tớ làm quảng cáo mấy năm qua còn rắc rối hơn tổng biên tập Út nhiều. Nhưng mà bây giờ thời gian của bọn tớ không còn đủ. Tớ lo là thời gian đã không đủ thì đừng có ngồi đây cãi nhau, mau chóng giải quyết đi, bọn tớ đều ở đây rồi. Đúng đó, bốn đôi bàn tay ngồi ngẩn ra đó làm gì? Bắt đầu đi. Tây Tây đến đây. Các cậu còn đứng đó làm gì? Làm đi nhanh lên. Nhanh nhanh.
Tây Tây, chuyển hai cái ghế này đi chỗ khác đi. Ngồi đi, cậu đưa tớ xem bản vẽ đó một chút. Cậu chịu trách nhiệm phần này nha. Cậu con trai đó hình như trước đây là hot boy của trường mình. Thật sao? Làm sao cô biết tôi ở đây? Em đã gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, anh đều không nghe máy. Gần đây cũng không gặp được anh. Em rất lo cho anh. Lo cho tôi làm gì? Em lo cho anh sống có tốt hay không? Tôi đang sống rất tốt. Tốt đến mức quên hết những năm qua tôi đã ở đâu. Chuyện năm ấy đều là do lỗi của em. Em cũng rất muốn giúp anh, nhưng anh đâu có muốn gặp em đâu. Anh có biết em cảm thấy thế nào hay không? Em chỉ muốn được đền bù cho anh thôi. Cô sẽ giúp tôi như thế nào đi? Cô sẽ đền bù cho tôi thế nào đi? Tôi vốn từng có khoảng thời gian rất tươi đẹp, có người mà tôi yêu. Còn bây giờ cái gì cũng không có. Mỗi ngày đều phải sống với nỗi kinh hoàng khiếp sợ. Mỗi ngày sau khi thức dậy đều không muốn nhớ mình là ai. Cô vốn là đâu hề biết tôi đã sống như thế nào trong mấy năm qua. Diệp Tử tính sao đây? Tôi xin lỗi cô ấy. Xin lỗi sao? Xin lỗi là giải quyết được tất cả chắc. Tôi biết là bây giờ dù có nói gì, làm gì cũng vậy thôi. Tôi chỉ mong cậu đồng ý với tôi một chuyện. Tôi phải đồng ý với cậu chuyện gì đây? Thay tôi chăm sóc cho Diệp Tử. Cảm ơn cậu. Hướng Trạch Nghệ, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ tôi đã vì những lỗi lầm của mình mà phải trả giá. Giữa tôi và cô không có gì tốt để nói hết. Thật sự, nhìn anh trong bộ dạng này, em rất đau lòng. Em đã thích anh nhiều năm như thế. Chuyện tình cảm em không hề gò ép. Em thật lòng chỉ mong anh sống thật tốt. Em mong anh có thể bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa một cách tốt đẹp. Biết rồi. Cô đi đi. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Alo. Dậy sớm thế? Thế nào rồi? Hai tháng nay vẫn tập thích nghi sao? Cái phòng đó trước đây là của một người bạn cùng nhóm. Cậu ấy đi nước ngoài rồi, cậu cứ thoải mái đi nha. Làm gì có chỗ nào tớ ở mà không thích nghi. Cảm ơn cậu nhé. Đều là anh em với nhau, có gì mà khách sáo quá. À đúng rồi, cậu đừng quên nhé, thời gian buổi triển lãm của Diệp Tử. Nhớ rồi. À đúng rồi, cậu biết rồi. Chuyện này tớ có thể giữ bí mật giúp cậu. Được rồi, không nói chuyện nữa, tớ còn phải luyện tập nữa, bye bye.